Thuyền ơi, thuyền này. Ôi, các bạn ơi, các bạn ơi. Có một cái thuyền này không biết ai thả đây. Thuyền đang trôi này, đang trôi này. Vita, 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 giáp lấy đi. Ôi, ôi, cái thuyền này rất màu mẹ ơi. Hình nhân vật nào đây anh ơi? Ui, đánh rồi, đánh rồi. Đây rồi, cẩn thận. Con Goku. Wow, hai cái bắp tay là cơ bắp to không các bạn ơi. Đang một chân co, một chân duỗi này. Anh ơi, tóc này, cái bộ tóc gọi là như kiểu là người ta gọi là sư tử sổng chuồng anh ạ. Sư tử sổng chuồng vớ vẩn. Nói Son Goku như thế các bạn nhỉ. Wow, nhìn này. Đây là những cái tia chét đang chuẩn bị đi đánh nhau hay sao á? Son Goku này ướt rồi, để tớ vẽ cho cậu Son Goku khác. Cậu biết vẽ Son Goku thật không? Sở trường của tớ là vẽ Son Goku mà. Cậu hay đi theo tớ, tớ vẽ hơi bị đẹp luôn đấy. Vita vẽ xong rồi hả Sam ơi? Đi sang xem đi anh ơi. Vita, Vita vẽ xong chưa? Xong chưa? Ôi trời ơi, em vẽ xong rồi đây. Ôi trời ơi, các bạn ơi, nhìn hai cái hình này. Sở trường vẽ chân cu cu vẽ đẹp lắm. Anh ơi, riêng cái mái tóc này không khác gì là cái chổi lau nhà mà nó kiểu như là nó dùng nửa năm rồi, nó sơ sát rồi anh ơi. Cái mồm này như kiểu cái răng này đang muốn ăn thịt người ta. Mặt của chân cu cu có khí phách anh hùng thế này. Vẽ như... Còn đây là cái gì đây? Đây là cái bắp về. Đây như kiểu là cái bánh mì ấy. Cơ bắp người ta đều cho nên đẹp thế này mình vẽ đẹp này. Rồi, ui ui, xương đây là sáu múi à hay là sáu múi đây là xương đầu mà xương đây tưởng là xương sườn à gầy đói quá tôi cần còn đây là sườn đây còn gì nữa ôi bị tài thôi em mang cái chanh này về treo đi treo đi mà em mang về treo đi anh ơi tao không treo đâu bye bye nhá anh cậu đỏ ơi từ từ đã em có cái này hay lắm anh cậu đỏ ơi đang định đi về thì Bita gọi mình với Hà Sam quay lại để cho chúng mình xem chiếc vòng kỳ diệu các bạn ơi. Anh ơi, chiếc vòng kỳ diệu này nó không bình thường bởi vì trong này có những nhân vật rất là nổi tiếng. Ben 10, Sunoku, siêu nhân Spiderman, Elsa, Thanos và Stan. Có chiếc vòng nhân vật này hay là hôm nay anh em mình thử thách ăn màu theo nhân vật đi. Thì em mang cái vòng này ra là chơi trò đấy mà. Em quay đầu tiên. Wow, xem vào nhân vật nào đây, vào nhân vật nào đây, vào nhân vật nào đây. Tên tên các bạn nhá. Bita quay đi. Nào 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 xem nào đây. Nhân vật nào đây? Ôi trời ơi. Đó đó đó. Vào, vào, vào. Thế là Bita vào San các bạn nhá. Gấu đỏ chắc quay vào Spider-Man cho mà xem. Spider-Man và Son Goku cũng đúng là nhân vật mình thích luôn. Ta chính là San. Mình đã biến thành San rồi. Nhân vật này bây giờ cũng không tồi chứ nhỉ? Yeah, yeah! Ta sẽ biến thành Son Goku! Ta đã trở thành Son Goku rồi! Của Son Goku rồi. Ben 10 ấy cũng có trang phục và đồng hồ của Ben 10 rồi. San cũng có trang phục của San rồi. Vậy thì ấy, chúng mình sẽ cùng nhau đi mua đồ theo màu. Đi thôi anh em đâu. 1, 2, 3. We'll be right back.
này để làm gì? Để đi chứ để làm gì nữa? Không phải, dép này có chức năng khác cơ. Thế để làm gì anh? Cái bàn chải đánh răng của em này, Hà Sam ơi, đánh răng đi, đánh răng đi. Há mồm ra anh đánh răng nào. Cái bàn chải to như này, đánh nhanh sạch răng lắm. Nào há mồm ra, há mồm ra, há mồm ra. Đây là cái bàn chà quần áo chứ. Còn đây nè, đây mới là cái tâm sửa răng của anh nè. Nào anh ơi, anh há mồm ra. Thôi em cọ cho anh, sửa răng. Đây mà là cái sửa răng à? Đây là cái cọ bồn cầu chứ Hà Sam. Thế còn đây, đây là cái bàn chà quần áo. Anh cũng bảo bàn chải đánh răng là gì? Wow, trời lâu nhà này em tiện quá là tiện luôn ý. Ôi lâu nhà thì thoải mái. Ôi dồi ôi, thôi chết rồi, cậu làm hỏng đồ của người ta rồi, thôi chết rồi. Có phải đâu, cái đồ này là người ta chưa lắp. Đây nè, cũng đã lắp đâu. Anh có kẹo này, ngon lắm Vita ơi. Kẹo gì vậy anh gấu đỏ? Kẹo này là Vita, kẹo này này, ăn đi. Kẹo này là kẹo chó. Có chó à, anh ăn đi em. Anh ăn đi, em không ăn đâu. Vita ăn đi, Vita ăn kẹo chó đi. Ôi dồi ôi, ôi xê, ôi dồi ôi, màu xanh đúng màu bên tên rồi. Wow, cái này cũng ngon nè. À mà không được, gói này ngon, mình phải lấy thêm gói nữa. Các bạn nhìn thấy ở đằng sau mình có gì không? Rất nhiều mì tôm luôn này các bạn ơi. Mì tôm nào cũng có luôn. Nhưng mà để xem có mì tôm màu cam không. Màu cam ở đâu, màu cam ở đâu? À đây rồi, đây có màu cam rồi. Mình sẽ lấy một gói màu cam các bạn nhá. Mình cũng có màu xanh nè. Mình sẽ lấy gói này. Còn em lấy một thùng này luôn. She get to the cash she wants. She look like a bad when she wants. She get to the cash she wants. Like a bad when she walk, girl. Do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Sunu của đâu? Mãi mà không thấy về. Ôi, anh câu đỏ làm gì em đây? Để tôi đi tìm nhá. Ôi dồi ôi. Việc gì phải đi tìm? Có áo ở đây, tớ biến một phát lên là Sokoku ra ngay. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi Sokoku. San đâu rồi? San bên kia kìa. Mà ai bọn mình ấy, bây giờ mua đồ về rồi thì mình tập hợp với nhau để xem ai mua được nhiều đồ hay độc lạ hơn chứ. Thế thì đi thôi. Ok. Đồ ăn đầu tiên màu xanh của tớ đó chính là bánh lát khoai tây vị hành. Ben ten, cho tớ xin một miếng đi. Cậu cứ tự nhiên. Ê, hôm nay Ben ten tốt ghê nhỉ. Thế mà cũng sợ. Cứ tưởng là con run, hóa ra là cái kẹo sâu các bạn ạ. Kẹo này ăn rồi. Oh my god. Cái vỏ này ăn hết rồi thì bỏ đi. Chứ ông khư khư vào người làm gì hả Ben ten? Anh ơi, cái vỏ này là vỏ vô cùng thần kỳ. Nó có thể biến thành cây cho anh xem ấy. Cái hộp này có thể biến thành cây á? Anh không tin. Wow, biến thành cây thật luôn. Cây thật rồi đây nè, anh tin em chưa? Wow, anh tin luôn rồi Hà Sam ơi. Đồ ăn màu cam của Son Goku. Wow. Ôi trời ơi, đây là cái gì đây anh? Đây là cái kẹo gì ấy, bây giờ anh bóc ra cho em xem.
Ui trời ơi, sức mạnh của Son Goku lại phải sử dụng răng này các bạn ơi. Vâng. Cái gì đây? Được. Ui vừa luôn này. Đó, đẹp không? Son Goku là đeo nhẫn này các bạn ơi. Vừa là nhẫn, vừa có thể ăn luôn, rất là ngon đấy. Xem nào, San có gì đây? Ui giời ơi. Kẹo gì đây? Ôi, cái này nhìn như kiểu cái tên lửa ấy nhờ các bạn nhờ. Không phải, thổi to tí tê đấy. Kẹo to tí tê. Kẹo mút cây còi thổi hương dâu, chứ không phải kẹo thổi to tí tê đâu, San ạ. Bóc ra xem nào. Có gì đây? Ui, đây là một cây kẹo mút. Wow, ở trong này còn có cả những nốt nhạc này các bạn ơi. Đây này. Nốt nhạc các bạn ơi. Nhưng mà rất là khó nhìn luôn. Đó, mình sẽ thổi theo nốt nhạc này nhá. Ở đây, phải rút cái này ra mới thổi được này. Đây nè. Đây này. Nghe như là coi tàu hỏa ấy các bạn ơi. Đồ màu xanh của Beten có vẻ rất nhiều các bạn ơi. Beten. Một cõi hướng dương. Thơm lắm luôn ấy. Thán Sam ơi, đưa cho tớ nhiều vào. Đây. Ơi, con không bóc vỏ cho tớ à? Thì ấy, có làm mới có ăn, còn không làm ấy thì chỉ có ăn vỏ thôi. Từng người một sẽ lấy một món đồ ở trong túi của mình ra đi. Đây là món em lựa chọn, cá đóng hộp. Đây là món em lựa chọn, chai lược. Đây là một gói bánh. Bây giờ chúng mình oản tù tỉ, ai mà bét sẽ phải ăn ba thứ này trộn với nhau. Hả? Một, hai, ba. Anh nhất rồi. Chỉ có 1, 2, 3. Thế là San phải ăn các bạn nhá. Bánh xốp chấm với lại cá chốt cà chua nhá các bạn nhá. Các bạn ở nhà không nên làm theo nhá. Đây là chúng mình chơi trò chơi rồi, Bita bét nên phải chịu đấy. Các bạn ơi, gì đây. Yeah. Ui miếng cá luôn này. Chấm nhiều không? Ôi rồi, Bita biết phải ăn nào. Mặt nhăn nhăn như quả táo tàu. Vừa mặn mặn nó còn vừa tanh tanh nữa các bạn à. Bita, của em còn gì nữa không? Mentos. Ui kẹo mentos này ngon lắm này. Để em bóc nha. Ui, mình có một chai nước ấy, màu xanh Beten siêu to khổng lồ. Ui, nước này có ga các bạn ơi, nước này có ga này. Cái gì đây? Beta còn đấy phá mất cái chai nước của mình rồi. Đang đầy đến đây ấy, mà bây giờ chỉ còn có đến đây thôi. Của anh còn một cái bánh gạo phô mai này. Cái này ăn rất là ngon luôn. Để xem còn bên trong là còn gì. Wow, đây còn một hộp bánh nữa. Bánh này là bánh trà sữa này anh ơi. Có cái hộp trà sữa, có đúng có rồi. Cái cốc trà sữa này. Tuy ở bên ngoài màu đen rồi nhưng mà cái bánh nó là màu cam các bạn nhá. Xem là còn gì nữa không. Ui, cái này có cả cái vỏ bên tên của Hà Sam. Giả Hà Sam này. Trời ơi. Còn cái gì nữa không? Cái vỏ kẹo lúc ấy ăn rồi các bạn ạ. À. Thế là của mình hết rồi, của mình chỉ còn hai cái này thôi nhá. Của Bita còn cái gì đây? Xem đây. Nè, thôi em một cái bim bim khoai tây à. Ôi, một con khủng long, khủng long hay là con rồng đây? Con này là con gì đây Hà Tam? Con này con khủng long anh ạ. À, con rồng. Wow, con rồng màu xanh, con rồng này có cánh luôn này. Ôi dồi ôi, anh ơi, cái này là ramen, cái gì sam giang gì đó nhá. Mì tôm. Ôi dồi ôi, đây, kẹo mặt cười. Ô, Bita, em mua kẹo màu xanh da trời mà. Đây là màu vàng, màu hồng chứ có phải màu xanh da trời đâu. Em có biết đâu. What? Trong cái gói kẹo này có rất nhiều mặt biểu cảm luôn. Bây giờ chúng mình bốc ngẫu nhiên. Ai trúng biểu cảm nào sẽ phải làm như biểu cảm đó nha các bạn nhá. Đây, Bita bốc trước đi. Biểu cảm gì ấy Bita? Mặt cười anh ạ. Mắt tròn to cười nào. Bita làm đi. Mắt mở ra. Mắt Bita hiếp mở ra. Rồi ăn luôn cái đấy. Rồi Hà Sam tiếp nào. Rồi để em xem nào.
đây là mắt thiếp cười ấy nha, nhưng mà mồm hả? Mắt thiếp nhưng mà há mồm lè lưỡi. Đấy là ý thôi. Đúng rồi các bạn ơi, đúng rồi, mở mồm to ra. Rồi, đến lượt gấu đỏ bốc xem nào. Chúng mặt gì đây? À, mắt nhắm mắt mở. Rồi. Của em ấy là túi to nhất, còn nhiều nhất. Đầu tiên đây là một cái... Úi dồi ôi, găng tay anh ơi, nhìn này. Ấy. À, sao mua găng tay là phải để rửa bát thôi mà. Không, còn lâu. Đây anh ơi, đôi găng tay này có sức mạnh vô biên anh ạ. Bao nhiêu bát đĩa chén đĩa vào đây là sạch bách hết. Đúng rồi, anh biết ngay là ta mua đôi găng tay này về để rửa bát mà. Xem còn gì nữa không à Tam ơi. Đây anh ơi, ui, đây, ở đây là có một gói kiểu như là rong biển biết, nhưng mà cái này là kiểu như là lốc xoáy luôn này anh ơi. Cầm cái đôi găng tay có vẻ khó lên. Wow. Điên si. Anh bảo cái thằng đen mồm nhá. Ui ôi, giòn tan luôn đấy ạ. Ui, thơm. Nhìn cái này giống như que than, que củi ấy. Bị ta nhờ. Đúng rồi anh ạ. Ui. Vậy là của Ben 10 còn 4 món, của San còn 3 món và của Son Goku còn 2 món các bạn ạ. Thế là hôm nay Ben 10 mua được nhiều nhất luôn. Đúng rồi, vậy là đồ xanh lá cây, màu của Ben 10 là có thể dễ mua nhất và nhiều đồ nhất luôn. Các bạn thấy đồ ăn của Ben 10, của Son Goku hay là của San, của ai ngon nhất thì bình luận cho chúng mình biết với nha. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn nha.